Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Quán cơm tỳ hưu chỉ có vào không có ra. Tác giả Hải Kim Lạp qua phần diễn đọc của Sam. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán cơm tỳ hưu Tập 21 Xe bảo mã có bốn cái bánh, ngựa bảo mã có bốn cái chân, tính ra thì cũng coi như giống nhau. Xe bảo mã chính là xế hộp PMY đấy ạ. Bỉ tu tự an ủi bản thân, Văn Hy nhảy xuống khỏi xe, giơ hợp đồng trong tay cho hắn, nói lớn. Cái xe em ưng vẫn chưa có hàng, đợi hai hôm nữa đến nhận xe là xong một câu nói này kéo bỉ tu về từ bờ vực tử vong hắn nắm tay văn hy gật đầu nói vậy bốn con ngựa này là sao văn hy cười gượng em thuê đó trên xe kéo đều là sinh lễ của em dành cho anh đấy bỉ tu tiến tới gần kéo văn hy đi vào phòng tôi cũng có thứ này muốn cho em xem khi nhìn thấy thân thể của mình văn hy ngây ngẩn cả người y sở gương mặt Tôi lại sờ cơ thể Cất giọng suýt xoa Đúng là giống y như đúc Hở nhị cầm camera đến Cho Văn Hy xem vlog Tất nhiên rồi Trình độ nặn người của nữ oa nương nương Cứ phải gọi là đỉnh của chóp Thân thể có rồi Bảo mã cũng có rồi Mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ còn chờ kết hôn nữa thôi Bây giờ khác ngày xưa Thần tiên yêu quái kết hôn là việc náo nhiệt mà lão già theo chủ nghĩa độc thân suốt mấy ngàn năm như bỉ tu kết hôn thì là một việc cực kỳ náo nhiệt ngày bỉ tu chính thức công khai phát thiệp mời đám cưới diễn đàn yên lặng trong hai giây sau đó hoàn toàn bùng nổ em cứ ngỡ rằng mình có thể chờ cuối cùng em lại chờ được một tờ giấy đăng ký kết hôn yêu một người thích về nhà thì kết cục của tím chỉ có sự chờ đợi đằng đẵng không hồi kết mà thôi thảo luận Lần này kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Thật sự bầu hai đứa sao Quỷ khóc, sói chu Chim kêu vượn rú Ngàn vạn lời ấp ủ Chỉ hội tụ thành một câu nói Mẹ ơi, hôm nay con thất tình thật rồi Sự nghiệp chụp lén của Tô An Lần đầu tiên nghênh đón cơ hội trời ban Thế nhưng cậu chẳng có lòng dạ nào Mà quan tâm nữa Lão giả họ bì soi mói đủ đường về lễ cưới Cậu đã vạch ra mấy phương án rồi Mà đều bị bác bỏ Trong cơn tức giận Tô An lấy ra một bài chưa lật của mình. Bản kế hoạch Tây Tàu kết hợp, phải nói là đại phú đại quý, xa hoa lộng lẫy, không có chỗ nào mà không đốt tiền. Bất ngờ là Bỉ Tu lại gật đầu đồng ý. Bỉ Tu nói, ngay từ đầu đã bảo mày cứ lên kế hoạch thỏa thích mà, chúng ta không thiếu tiền. Ông chủ bỉ vỗ vai bản tính tinh, còn đâu dáng dấp kiệt sỉ vắt cổ chảy ra nước tuổi nào. Tô An chớp chớp mắt, cảm thấy đây quả là cơ hội tốt để đục nước béo cò. Nếu Bỉ Tu bị choáng đầu thật thì cuộc sống sắp tới của cậu sẽ chính là cánh đồng hy vọng tràn ngập ánh dương rực rỡ. Tô An hắng giọng nên tiếng nhắc nhở ông chủ. "Ông chủ à, lương của bọn em đã 10 năm chưa tăng rồi, vừa khéo đến dịp đại hỷ của anh hay là..." Tô An này. Tô An vội vàng đáp dạ. Bỉ Tu quay đầu nhìn cậu. "Có phải mày cảm thấy anh rất ngu không?" ngủ đến mức vì mình kết hôn mà tăng lương cho nhân viên á hả? Tô An lập tức cầm miệng, trôn chặt ham muốn tăng lương của mình, dùng toàn bộ tâm tư vào việc chuẩn bị đám cưới. Nhưng đêm trước đám cưới, cậu vẫn canh cánh nghĩ tới sự keo kiệt của bì tu, bèn dở trò ngáng chân hắn. Ba ngày trước khi diễn ra lễ cưới, hai người phải chia phòng, không được gặp nhau. Bỉ tu đen mặt, nhìn tiểu giao nhân hoàng đến dự đám cưới và trời nhỏ chiếm cứ phòng ngủ của mình. Ông chủ bì bị Văn Hy cười đuổi ra ngoài, liền gạt tay y thể hiện rằng ông đây tự mình đi. Sau đó ôm chăn gối, hầm hầm đi xuống lầu. Chỉ ba ngày thôi chứ gì, hắn nhịn được. Chờ ba ngày sau thì mãnh hổ sổ lòng. lũ bắt con đó đều cút đi cho khuất mắt ông đây. Trong sự mong đợi của mọi người, ngày cưới rốt cuộc cũng đến. Vừa đến không giờ, trong diễn đàn topic livestream đám cưới của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, treo cao lên hàng nhất toàn bộ quy trình hôn lễ cũng đều được đăng lên tám giờ hai chú rể sẽ xuất phát đi một vòng theo hướng khác nhau rồi quay về quán cơm sau đó bỉ tu sẽ lên lầu đón văn hy hai người lại lên xe đi một vòng nữa rồi cuối cùng quay về quán cơm cửa hành nghi thức khai tiệc Phùng đô không bỏ qua bất cứ cơ hội làm ăn nào thậm chí còn tìm bỉ tu xin ký hợp đồng phát sóng trực tiếp hắn phát thể với thiên đạo rằng sau lễ cưới sẽ cắt ra một đoạn làm phim tài liệu để đưa lên phẩm chất Trung Quốc. Họ bị đương nhiên đồng ý, đồng thời còn nhận cơ hội ép Phùng đô dâng ra một khoản phí livestream để bù đắp tổn thất những ngày qua. 8 giờ sáng, hồn lễ chính thức bắt đầu. Bỉ tu mặc một bộ lễ phục được may đo vừa vặn, xuất phát từ quán cơm, ngồi lên con Rolls Royce Phantom mới mua hôm qua, dẫn xe của đoàn phù rể đi khoe khoang một vòng quanh thành phố. PMY bốn vó tùy tốt, thế nhưng Rolls Royce tên dài hơn, nghề khí thế hơn, oai phong hơn. Đoàn phủ rể bao gồm Dương Tiễn, Na Cha và Nhậm Kiêu. Ai nấy vuốt tóc tài chỉnh tề, mặc lễ phục lịch lãm. Hôm nay bọn họ còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng. Bình luận trong live stream hù hết đến đoạn sau cũng mệt rồi, nên chỉ có thể gõ mấy chữ, nói bọn họ thật sự đã hết lời để khen ngợi rồi. Làm ơn hãy ngừng tỏa ra cái mị lực chết tiệt của các người lại. Xe thể thao cao cấp được Tô An chịu trách nhiệm, đèn xe dán một vòng giao châu. Thân xe thì dán đầy chữ hỉ màu đỏ và cả những đóa hồng đỏ được chọn lựa kỹ càng, nhìn lướt qua còn tưởng là trên đường đốt pháo đỏ. Sau khi bị tu xuất phát lái xe dạo quanh thành phố, thì Văn Hy cũng rời giường sửa soạn. Tiểu giao nhân lo nhiệm vụ cầm hoa cũng bị gọi đến để sửa mặt đánh răng, rồi được Văn Hy xịt nước giữ ẩm lên mặt. Tiểu giao nhân nhắm mắt, xoa xoa nước thơm, Văn Hy cũng thay một bộ lễ phục giống bỉ tu, mái tóc dài buộc cao. Trong mái tóc đen xen lẫn những sợi kim tuyến sâu chân châu ẩn hiện ở sau lưng. Bỉ tu kéo xe, còn Hy cưỡi ngựa. Hai người xuất phát theo hai hướng khác nhau, mà đích đến cuối cùng đều là trở lại quán cơm. Hai người rõ ràng hoàn toàn trái ngược nhau, lại được duyên phận đưa đẩy. Cuối cùng về chung một nhà, nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Các yêu quái cũng chia thành hai nhóm để chụp hình thể hiện 360 độ không góc chết của bì tu và vị nam quỷ đẹp đẽ bị hắn giấu suốt trên lầu hai quán cơm. Khi nhìn thấy Văn Hy, bình luận livestream yên lặng một thoáng, sau đó nổ ra một chàng thét gào. Mẹ ơi, tại sao? Mẹ ơi, kể mà ai cũng biết là ai đấy không xứng. Mạnh Nam không biết thương người khác đâu. Mỹ nhân chỉ xứng với mỹ nhân sở hữu thôi. Xin vị mỹ nhân này, hãy lập tức bỏ chính theo tà liên hệ với Mỹ. Đẹp quá mẹ ơi, quá đẹp. Ảnh cưỡi ngựa ôm con, đi bỏ trốn với tôi đó. Cảm ơn. Gương mặt của bỉ tu tuy rất điển trai, nhưng nhìn kiểu gì cũng mất đi cảm giác mới mẻ. Đám yêu quái có mới nấy cũ, đồng loạt đổ dồn sang bài livestream của Văn Hy để chút bầu tâm sự. Cuối cùng, bỉ tu hào hứng quá mà vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông giữ lại gian dạy và ghi biên bản phạt, cho nên Văn Hy trở lại tới quán cơm trước ngồi trong phòng chờ bì tu về. Cánh cửa phòng mới lắp vào và tấm rèm chân trâu đều bị tô an khóa tận mấy lớp. Tây vương mẫu dẫn đám con gái nuôi từ giao trì và hai tướng hành cáp tới dự đám cưới, đứng canh giữ trước cửa, chờ bị tu tới gõ cửa. Nhìn động tác của bọn họ, Văn Hy buồn cười hỏi. Có cần tôi hỗ trợ không? Không cần, hôm nay cậu chỉ cần ngồi là được rồi. Tây vương mẫu dúi kẹo cho Văn Hy, bảo y ngồi xuống mà ăn tiểu giao nhân chạy lăng xăng theo chân bì tụ bảo. Lở bầu, than cuộn vải cọ vào chân khó chịu. Tây vương mẫu bỗng nhiên kêu shh. Tiếng bước chân chuyển đến, người trong phòng lập tức tiến vào trạng thái báo động cấp 1. Bỉ tu không mở được cửa, bèn dùng yêu lực đẩy một cái. Nghe thấy tiếng của hành cát nhị tướng vang lên bên trong phòng, cửa bị chặn kỹ, cố đẩy cách mấy cũng không ra. Tây vương mẫu hắng giọng <laughs> Lão bì, làm bạn nhiều năm, Ngày cưới của anh, bọn tôi cũng không làm khó anh. Chỉ cần trả lời được mấy câu là bọn tôi sẽ mở cửa. Bỉ tu dùng sức để cửa. Tôi mời cô tới để làm nội ứng, chứ đâu mời cô đến để làm phản ngáng chân tôi. Hành cát nhị tướng đấu sức với hắn. Bỉ tu, đường tăng lấy kinh còn phải trải qua 9981 kiếp nạn. Anh lấy vợ, hỏi có ba câu thì có làm sao? Na cha nhíu mày. Người ta đón vợ mà còn phải trả lời câu hỏi nữa hả? ngăn cản người khác kết hôn, cẩn thận ra ngoài bị lừa đá đấy nhá. Tây Vương Mẫu cười. cười. Con lừa của Trương Quả Lão đã bị mấy người kéo đến sân sau bắt say đậu nành rồi. Lẽ nào trên đời còn có con lừa thứ hai đá được bọn tôi sao? Nhậm Kiều am hiểu phong tục nhân gian, vội vàng ngắt lời bọn họ, nhét một cái phong bao đỏ qua khe cửa rồi nói. Rồi rồi rồi, Tây Vương Mẫu nương nương à? Xem như nể mặt lão bì nhà chúng tôi, lướng tuổi mới cưới vợ, làm ơn hỏi câu nào đơn giản thôi Đừng làm khó người khác Thế còn tạm được Tề vương mẫu hắng giọng một cái Rồi lớn tiếng hỏi Câu hỏi thứ nhất Trên đầu thích ca có bao nhiêu búi tóc Trước mắt bỉ tu hiện ra gương mặt Du lịch Tây Thiên giảm giá Mời thí chủ mau tới Của thích ca Đức thì nổi đoá lên Mợ kiếp Bố ai mà biết Tôi mắc chứng sợ lỗ tròn Vừa nhìn tóc ổng là nổi hết da gà da vịt rồi Vậy câu hỏi thứ hai Tây vương mẫu kéo dài giọng Một năm tinh vệ phải kêu bao nhiêu tiếng tinh vệ Bỉ tu hít thở không thông Đến tinh vệ còn chả biết một năm mình nhại bao nhiêu lần Cô nói thẳng ra đi Có phải cô không muốn cho tôi kết hôn không Được rồi được rồi Đừng ngầm mỹ nữa Câu cuối cùng nè Không trả lời được thì dẹp đi Tây vương mẫu vỗ cửa nhắc nhở Bỉ tu sầm mặt bắt đầu lấy sức nếu tây vương mẫu còn nhây nữa thì hắn thể sẽ tung quyền đấm vỡ cửa mang văn hy ra ngoài xong hắn vừa mới khởi động thì chợt nghe thấy giọng văn hy vang lên sau cánh cửa văn hy hỏi câu hỏi cuối cùng từ ngày đầu tiên đến nay em đã dùng hết tổng cộng bao nhiêu tiền của anh bỉ tu cứng họng na cha cau mày cái này thì ai mà nhớ được bỉ tu à anh nói cậu ấy bỉ tu đột nhiên lên tiếng cắt lời na cha Đáp ra một con số rất lớn, chính xác đến tận hai chữ số sau dấu phẩy. Nà cha cầm nín. Đội ngũ đón dâu đều lặng thinh. Không ai nghĩ Bỉ Tu trả lời được thật. Thế nhưng hắn lại dùng thực lực vả mặt bọn họ. Hắn thật sự làm được. Không hổ là anh, ông Tổ buồn xỉn Bỉ Tu. Hai giây sau, cửa phòng mở ra. Tây vương mẫu dường ngón cái với Bỉ Tu, khen ngợi thật lòng. Lợi hại thiệt đó. Bỉ Tu mặc kệ bà. Bế bổng Văn Hy định đi xuống Thế nhưng Văn Hy lại cản hắn lại Văn Hy nhìn hắn nói Em muốn đi tiếp cùng anh Bỉ tu đồng ý Sau đó nâng mặt y Trao cho, cho Văn Hy một nụ hôn dài ngay trước mặt mọi người Camera livestream quay cận cảnh nụ hôn này ở đủ mọi góc độ Cố gắng phô bày toàn bộ hình ảnh về nụ hôn một cách hoàn mỹ Khu bình luận, nhiệt tình thảo luận Mấy người có thấy không? Cái mặt tam thái tử chùa lét luôn kìa Tam Thế Tử đầy đủ bộ phận cơ thể mà vẫn cô đơn lẻ bóng mấy ngàn năm. Ngay cả kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cũng kết hôn rồi. Thế mà ảnh vẫn ép A. À. Đúng là thảm quá thảm. Nói thật, tự dưng tôi chả biết nên ghen tị với ai nữa. Chồng em hôn chồng em, tính ra cũng coi như hơn em. Hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, vừa mới tới đại sảnh, một chàng pháo tay vang dội liền cất lên. Các giao nhân dựa ống pháo hướng lên trời, người ta bán pháo thì bán giấy bóng kính ánh vàng ánh bạc bọn họ bán pháo là bắn hẳn giấy thép vàng còn chơi cả hạt vàng nữa biểu hiện vô cùng nhấn mạnh một kẻ có tiền đám hổ tinh vừa thấy ông chủ nhà mình thành công đón dâu xuống lầu thì lập tức thổi kèn gõ chiêng tung ra bản lĩnh bán nghệ đầu đường năm xưa đích thân xuất trận chơi một khúc nhạc tết xuân để hâm nóng bầu không khí cho họ bì đám cưới mà quan trọng nhất là phải tưng bừng náo nhiệt khi tiểu giao nhân bắt đầu đi đằng trước sắc hoa, nói lời chúc phúc. Nhạc Tết Xuân liền chuyển thành bài, đám cưới trong mơ, kết hợp hoàn mỹ Trung Quốc và phương Tây. Bỉ Tu nắm tay Văn Hy bước ra khỏi cửa, hai người ngồi lên xe dạo quanh một vòng rồi lại trở về quán cơm khai tiệc. Ngày xưa là cưỡi ngựa, thời nay thì ngồi xe. Đám cưới của Bỉ Tu vừa ngồi xe vừa cưỡi ngựa, kết hợp cả Tây lẫn Tàu. Bốn con ngựa đi phía trước Rolls Royce, cặp đôi mới cưới ngồi trong xe đi một vòng camera quay cảnh ngựa trước rồi sau đó đến hai người trong xe bốn chữ tây tàu kết hợp quả thực khác sâu vào hôn lễ này sự im lặng tuyệt đối trong khu bình luận qua đi cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa xin chúc bọn họ tân hôn hạnh phúc vậy đi dạo một vòng xong rốt cuộc cũng đến phần cao trào của lễ cưới nghi lễ bái đường được đổi thành tuyên thệ Ngọc Đế mặc bộ đồ cha xứ trắng muốt, đứng trước mặt hai người, chỉ hỏi một câu đơn giản. Nếu người kia không có tiền, con có nguyện ý ở bên người ấy không? Sau khi nhận được câu trả lời là nguyện ý, Ngọc Đế liền hắng giọng tuyên bố. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Nhẫn là do bỉ tu mua, mọi người đều biết rõ trình độ thẩm mỹ của hắn. Chắc chắn là chẳng liên quan tí gì đến giản dị hay khiêm tốn rồi. Thế nhưng không ai ngờ hắn lại chờ trội đến mức này. 10 cái nhẫn, hắn đeo cho Văn Hy đủ 10 cái nhẫn. Xếp theo tổ hợp kim cương, bảo thạch, chân châu, vàng ròng Chiếc nào cũng phú quý sang chảnh theo một kiểu riêng, chiếc nào cũng to đủ để mở nắp chai. Nhậm Kiều đứng dưới nhìn mà choáng váng, hắn kéo Tô An hỏi. Chiếc đó mày có biết không? Tô An ủy hoài xua tay. Đừng hỏi em, em không biết gì hết. Các nghi thức đã hoàn thành xong, cuối cùng cũng có thể khai tiệc dùng bữa. Hầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, phụ giúp bảy đũa. Quan quán bay trên không trung tiếp đãi quan khách bằng chất giọng tông cao của mình, sắp xếp chỉ dẫn khách hứa ngồi ngay ngắn vào chỗ. Bất cứ ai trên bàn đều bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Các nhân viên quán cơm cởi âu phục tiến vào trong bếp. Tảo thảo có tay dài nên tất bật vừa chạy đi bưng món lên đại sảnh, vừa xuống bếp nấu nướng. Lúc chạy, gã còn phải nhắc nhở bạch tuộc tinh từ đông hải đến để phụ việc nhỏ lửa chút đi huynh đệ hai cái xúc tu của anh không ngửi được hả nà trà ba đầu sáu tay hỗ trợ xào rau y vừa chỉ rủa bì tu vừa thái đồ ăn động tác phẩm phập hung ác như thể miếng thịt trên thớt là bì tu vậy vì là tiệc bên đường nên bì tu và ban hy phải đi kính rượu một vòng nghe mọi người nhiệt tình chúc phúc 12 kim tiên và 72 thần tướng lần phiên ra trận chúc rượu Song không ngờ công tử Văn Hy lại uống khỏe phết, cả hai người liên thủ tung hoành ngang dọc, uống cho mấy vị này gục hết cả. Ngay giữa lúc tiệc tùng đang vào hồi sung mãn, thì vai Văn Hy bỗng dưng bị vỗ một cái, một người đàn ông với gương mặt lạ lẫm bưng chén rượu tới, nở nụ cười với y. "Hôm nay nghe nói bị lão tổ kết hôn, nên tới đây để xin hưởng sái chút hỉ khí." Văn Hy ngẩn ngơ một thoáng, rồi nhận ra người đứng trước mặt chính là Đào Đề. Đào đề uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười tươi với Văn Hy. Không uống hả? Văn Hy vội vàng gật đầu, cũng kéo bỉ tu uống một chén. Đào đề gật đầu nở nụ cười, Văn Hy nghe thấy giọng của chị hai vang lên bên tai mình. Em trai, hôm nay ăn vận bảnh bao quá, có thể nhìn thấy em kết hôn lập gia đình, tâm nguyện cuối cùng của chị cũng hoàn thành rồi. Văn Hy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đào đề lại nhẹ nhàng lắc đầu với y. Uống thêm một chén nữa đi Tôi mời ông Bỉ tu cầm chai rượu rót cho hắn Hai người cụng chén rồi uống một hơi cạn sạch Đào đề không nán lại quá lâu Chỉ âm thầm dúi cho Văn Hy một phong bao đỏ ghi hai chữ tiền mừng Rồi rời đi Bỉ tu nhìn vẻ mặt mất mát của y Bèn ô mi nói nhỏ Sau này còn nhiều thời gian mà Không vội Văn Hy đáp ứng Rồi tiếp tục đón tiếp những quan khách mới tới Giai đoạn bận rộn nhất của nhà bếp trôi qua Nhậm Kiêu, Cửu Phục và Na Cha cuối cùng cũng được ngơi tay. Bèn đi ra ăn cơm uống rượu với khách khứa. Đám hổ tinh phụ việc ở đại sảnh thì đã sớm uống cả bụng rượu. Hiện ra nguyên hình đánh túy quyền giữa đám cưới. Sau khi được mọi người khen hay thì liền cầm chiêng trống và đàn nhị bắt đầu tấu nhạc. Mọi người bên dưới trầm trồ khen ngợi, thậm chí có người say đứ đử, nghe đám kỷ tấu nhạc xuân, thì còn lên đài nhảy disco. Mọi người lô di động ra quay video đăng lên mạng, Xiếc khỉ thất truyền Trăm năm khó gặp Nhậm kiều uống đến chẳng biết trời trang gì Hắn không muốn để đám hổ tinh chiếm hết spotlight Nên điền bày thế diều hâu vươn mình Nhảy phát lên đài Bắt đầu múa quạt theo điệu nhạc Điên cuồng đá lông nhau với bị thiệu đệ ngồi phía dưới Mời nó tham dự vào cuộc vũ vương thịnh yến này Cùng chơi đu quay với mình Bị tụ bảo yên lặng cúi đầu giả vờ ngắm cảnh chung quanh Mà cửu phục say khướt Đã lao lên sân khấu hóa thân thành chúa tể bóng tối, dùng cơ thể mình để tỏ bày thắc mắc với anh Kiêu. Nếu cho anh làm lại từ đầu, liệu anh có yêu em hay không? Nhậm Kiêu đá cậu ta một phát, dùng hành động của mình để trả lời câu hỏi có tác dụng khiến người ta tỉnh rượu này. Éo yêu, cút. Tiệc rượu kéo dài từ ban ngày đến tận lúc lên đèn. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời đi, mọi người đều rượu rã, kiệt sức, đổ gục xuống bàn. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có, chưa nói chi là sức để nháo động phòng. Tối nay, lầu 2 được Bỉ Tu và Văn Hy bao trọn, cả hai nắm tay đi lên lầu, bắt đầu hưởng thụ khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người bọn họ, đêm động phòng hoa chúc của họ. Hai người đã ngủ trên chiếc giường ở lầu 2 không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên hồi hộp căng thẳng như vậy. Chăn cưới màu đỏ và chữ hỷ ở đầu giường khiến Văn Hy không khỏi bật cười, có lẽ vì uống rượu và đã có lại thân thể cho nên sắc đỏ trên gương mặt y hiện rất rõ. Mùi hương trên người tỏa ra ngào ngạt, khiến cho bỉ tu ngửi mà lòng nâng lâng, ấm mát. Hai người ngồi trên giường cười ngây ngô một hồi, sau đó đi về phía buồng tắm. Nước trong bồn tràn ra ngoài, Văn Hy tựa vào lòng bỉ tu, ngửa đầu đón nhận một nụ hôn từ hắn. Có phải em đi... để ý lời bọn nó nói làm gì? Bỉ tu xoay mặt y lại, hôn một cái, dán vào môi y nói. Tôi đảm bảo lúc em đi ra khỏi cửa, mấy vết này sẽ biến mất hết. Văn Hy đáp ừ, rồi chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho bỉ tu cuốn lấy đầu lưỡi mình làm sằng làm bậy. Con người bỉ tu biến thành sắc vàng. Hắn áp chán mình lên chán nhóc con hỏi. Ngâm xong chưa? Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm đợi Văn Hy trả lời, mà trực tiếp bế y từ buồn tắm lên, bước ra bên ngoài. Hai người ngả mình xuống chiếc giường màu đỏ. Văn Hy bị đè xuống giường, vừa hôn vừa lau khô tóc. Môi lưỡi cả hai tách ra, rồi chạm mắt một thoáng chốc. Bỉ tu lại đè y xuống, nụ hôn của hắn chứa đựng dương khí, lan tràn khắp mọi ngóc ngách toàn thân Văn Hy. Văn Hy duỗi tay nắm đầu hắn rồi lại kéo tóc hắn. Anh, Phạm Quy rồi. Phạm Quy cái gì? Bỉ tu kéo chân y vòng lấy hông mình, dùng cái thứ đã cưng cứng kia, huyết huyết vào miệng lỗ của Văn Hy. Hỏi, mới kết hôn tôi trịch bà xã của mình thì sao lại là phạm quy hứng? ngón tay hắn quệt một ít mỡ rồi chậm rãi cắm vào trong cơ thể văn hy vừa bôi vừa hôn y vừa hỏi em nói xem tôi phạm quy gì văn hy nắm vai hắn trừng mắt lửa mắn không nói gì họ bì phía dưới to mà ngón tay cũng to vừa to vừa dài hai ngón tay khuấy đảo trong cơ thể khiến văn hy kẹp chặt chân đến khi ba ngón tay của bì tu chơi đùa khiến phía sau Văn Hy chảy nước, thì cái thứ đồ của hắn cũng đã cương cứng nhiễu nước. Hắn kéo tay Văn Hy cầm lấy thứ đó của mình, bảo y sờ cho mình. Văn Hy dậm chân, bị ngón tay của hắn trêu đùa. Tay còn phải sờ cho hắn. Từ trước tới giờ, Văn Công Tử đâu từng làm chuyện như vậy. Đôi mắt y đỏ lên, nhìn mặt hắn gượng gạo mắng. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ ấy hả? Bỉ tu nhéo nhéo hông y, vuốt ve vật nhỏ đã dựng thẳng của Văn Hy, vừa mân mê vừa nói. Tôi thấy em cũng chẳng kém cạnh đâu. Văn Hy được hắn mơn trớn, phía sau co rút lại, cắm chặt mấy ngón tay của bì tu. Hắn lại nhân cơ hội, cắm thêm một ngón nữa. Ngón tay trong cơ thể cuối cùng cũng rút ra ngoài. Văn Hy ngước nhìn bì tu, chỉ thấy hắn đưa một tay đỡ y, một tay còn lại nắm lấy chân y, cắm vào bên trong. Văn công tử cuốn quít kêu lên, vừa nhìn lão yêu quái, vừa lắp bắp nói. Anh còn chưa có đeo áo mưa mà. Bỉ tu bật cười. Áo mưa cái gì? Có mang tai được đâu chứ? Hắn nắm chân Văn Hy, thắt lưng chậm chậm đẩy vào. Văn Hy ngửa cổ lên một tiếng, cảm giác cơ thể mình đang bị mở ra từng chút, từng chút một. Thân nhiệt của y thấp, thân nhiệt của bỉ tu thì lại cao. cái từ phía dưới càng nóng hơn. Từng chút, từng chút đâm vào trong cơ thể y. Bên trong dường như cũng nóng lên, Văn Hy vô thức cắn tỉ hưu ngọc trên cổ mình, ngăn lại âm thanh sắp bật ra khỏi cổ họng, nhưng mới ngậm tỉ hưu ngọc chưa bao lâu thì đã bị Bỉ Tu lấy ra. Bỉ Tu kéo tay y sở vào chỗ hai người liên kết nhau, thì ngón tay của Văn Hy vuốt ve một phần côn thịt còn lộ ra bên ngoài. Bỉ Tu hơi cúi người, hỏi với vẻ tự hào, "Dài không?" Văn Hy mở miệng chuẩn bị nói, Bỉ Tu lại nhân cơ hội đẩy hông cắm toàn bộ vào. Câu trả lời biến thành tiếng kêu rên rỉ. Bì tu nắm hồng y kéo hướng về phía quần thịt của mình. Hắn hôn lên môi y nói. Em rên khiến xương tôi như muốn nhũn ra rồi. Trần Văn Hì gác lên cánh tay hắn. Vì động tác của hai người mà cứ đung đưa. Mông cũng bị va chạm một tiếng. Âm thanh rên rỉ trong cổ họng không kiểm chế được nữa. Y ôm lấy bả vai của bì tu. Kêu nức ra từng tiếng. Môi bị chặn bởi nụ hôn. Âm thanh trong cổ họng vẫn không đứt đoạn. Phía sau bị lấp căng đầy phía trước của văn hy cũng được bàn tay bỉ tu chăm sóc ân cần hắn dùng ngón cái thô ráp cọ sát lỗ nhỏ phía trước có lúc được hầu hạ quá sảng khoái bên trong văn hy siết chặt bắn lên bụng của bỉ tu và mình bỉ tu bị y kẹp chặt vẩy trên người lộ ra hai tay trực tiếp ôm lấy chân y không giữ một chút dịu dàng nào mà cứ thế húc mạnh vài chục cái sau đó cũng bắn vào bên trong phía sau văn hy lại bị chảy ra vài giọt nước còn chưa kịp đưa tay lau sạch thì đã bị bỉ tu lật người lại, nằm sấp lên giường. Bởi vì vừa rồi bắn vào quá sâu, cho nên lúc bỉ tu đút ra, cái thứ nước bên trong cũng chưa kịp chảy ra ngoài. Lão yêu quái vỗ mông văn hy. Kẹp chặt chút, đừng để chảy ra, đều là thứ tốt cho cơ thể em đấy. Văn hy kêu lên một tiếng nghẹn ngào, quay đầu nhìn hắn. Có phải anh lại xem mấy cái linh tinh gì đó rồi không? Có mang theo dương khí mà, Tôi không lừa em đâu. Bỉ tu vén lọn tóc đen rủ trên mặt y, để lộ gương mặt bị làm đến ửng đỏ. Hắn ghé tới, hôn đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, rồi lại ngậm môi văn hy hôn một hồi. Tay bỉ tu cũng không đàng hoàng. Hắn nắn rồi lại bóp trên ngực văn hy, nhưng mãi chẳng giúp y nắn đầu ti ẩn bên trong ra. Văn hy vặn đẹo cơ thể trao nụ hôn cùng hắn, tùm lấy cổ tay bỉ tu ra sức gạt đi. Xong cô nắm đến mức vòng tay chân châu va chạm ra tiếng mà vẫn không kéo tay bỉ tu ra được chớ gấp tôi liếm ra cho em bỉ tu buông tha đôi môi y dọc theo khuôn cằm hôn xuống dưới hôn từ cổ đến ngực cuối cùng miệng dừng ở đầu ti mút một cái đầu ti ẩn bên trong bị lưỡi của lão yêu quái hết gảy rồi liếm khó khăn lắm mới nhô ra thì lại bị đầu lưỡi đè ép xuống nhiều lần như vậy khiến văn hy bực bội gọi bỉ tu một tiếng hắn mấy nhà đầu ti bị ngậm đến sưng đỏ ra chuyển sang hầu hạ một cái khác bị bỏ mặc nãy giờ. văn hy vốn cứ tưởng hai người đều là lần đầu thì sẽ không làm quá lắm đâu biết vì ngày hôm nay mà bỉ tu đã ăn học bao nhiêu cuốn sách xem bao nhiêu bộ phim để học tập mái tóc đen buông xõa trên tấm lưng văn hy bởi vì mặt rút vào trong gối nên âm thanh cũng nghèn nghẹn không rõ bỉ tu về vuốt hông y con người màu vàng tràn đầy tham lam cục cưng bỏ gối ra cho tôi nghe tiếng của em. Văn Hì lắc đầu, nhưng giây tiếp theo y liền cảm giác có một thứ lạnh lạnh trả sát qua bắp đùi mình, đảo quanh trên bụng mình. Y còn chưa kịp hỏi Bỉ tu đó là cái gì thì đã cảm thấy ra đầu tê rần. Một tay Bỉ tu nắm lấy mái tóc dài của nhóc con, khẽ khàng dùng sức kéo y dậy. Tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, thứ lạnh lẽo kia cũng đột nhiên cuốn lấy quần thịt của y, siết chặt ma sát trên dưới. Bỉ tu nắm tóc Văn Hy đẩy lên trước rồi thả tay ra. Cúi người bảo y nhìn xuống hạ thân mình. Chiếc đuôi mang theo lớp vải màu mực đang vuốt ve côn thịt màu hồng của nhân loại. Văn Hy nín thở, lại siết chặt hơn một chút. Bỉ tu thở hồn hển, vừa nghịch y vừa hỏi. Đuôi của tôi có em có sướng không? Văn Hy nhìn chằm chằm côn thịt của mình, trông thấy chóc đuôi bỉ tu chọc nhẹ vào lỗ nhỏ trên quy đầu. Y rốt cuộc nhịn không nổi, bật khóc thành tiếng, bên dưới cũng bán ra từng giọt trăng trắng, bắn lên trên chiếc chăn cưới màu đỏ, cũng giống như sự đối lập khi da thịt trắng nõn của Văn Hy ửng lên sắc đỏ. Bỉ tu vẫn không chịu buông tha y, chiếc đuôi siết chặt phần dưới con thịt của Văn Hy, rồi chuyển lên trên từng chút, từng chút một, tựa như muốn bắt ra giọt cuối cùng bên trong. Đừng cọ, đừng cọ nữa. Văn Hy nghẹn ngào, nắm chăn muốn bỏ về phía trước. Bỉ tu hơi buông tay để cho y tránh đi, thế nhưng hắn cũng quỷ gối bám theo sau, khiến thằng nhóc của mình cũng cắm vào trong cơ thể y. Y chạy đằng nào, hắn đuổi theo, nghịch đằng ấy. Văn Hy bỏ được một đoạn, thì chợt kêu lên. Bỉ tu kéo vai y, để y thẳng người dậy, tựa vào bức tường phía đầu giường. Bỉ tu ôm chặt hông y, vừa ngậm tay y vừa nói. Hoài Ngọc, nghe lời, màu tách chân ra. Văn Hy lắc đầu, ngủi mông muốn hắn tránh ra. Bỉ tu nở nụ cười, lại ưỡn thắt lưng đâm vào trong mông y, nhưng nghe tiếng y nức nở thì lại chẳng nỡ, bèn xoay cằm Văn Hy lại, dùng môi mình lấp lấy môi y, yên tâm hưởng dụng tân nương của mình. Văn Hy lại bị đuôi của hắn vuốt ve đến bắn một lần nữa, bỉ tu cũng bắn ra trong cơ thể y. "Đủ, đủ chưa?" Văn Hy lau nước mắt, cả người còn đang run run trong dư vị lên đỉnh, nếu không có bỉ tu ôm từ phía sau thì y đã sớm ngã quỵ xuống giường rồi. Thế này sao mà đủ? Bàn tay to lớn của bỉ tu áp lên bụng y, dẫn dắt dương khí khuếch tán, tiêu hóa trong cơ thể nhóc con. Hắn hôn lên đôi môi còn đang run rẩy của Văn Hy, lại chuyển cho y thêm chút dương khí nữa. Bở mi Văn Hy run run, y liếm miệng hắn lấy lòng, nũng nịu nói. Tối nay ta cho em nhé, ngày mai chúng mình lại tiếp tục được không? Bỉ tu nhìn đồng hồ không nói gì, chờ đến khi thứ trong bụng Văn Hy biến mất hết, hắn cũng chậm chậm rút ra vết bẩn trên giường được pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ bỉ tu dùng khăn ẩm lau người cho văn hy rồi ôm mi nằm giúp trong chan văn hy tưởng là mình tránh được một kiếp còn chủ động dựa vào sau quay đầu hôn lên khóe môi bỉ tu bỉ tu ôm hông y bật cười nhịn không được lại nhéo nhéo ngực im hỏi mệt đến thế cơ à văn hy gật đầu gạt tay hắn ra cất giọng oán giận đừng nhéo nữa đau để tôi xem xem có phải bị chảy ra không nào. Bỉ tu nhìn kỹ, phát hiện chỉ bị sưng đỏ một chút thôi. Bấy giờ mới thở vào cắn cổ Văn Hy một cái. Nhóc xấu xa, cố ý dọa tôi sợ. Văn Hy cười khúc khích, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Bỉ tu nghe tiếng thở của y chậm dần, dường như là thiêu thiêu sắp ngủ. Bẻ nâng cái thứ kia của mình cắm vào. Văn Hy choảng tỉnh, thế nhưng bỉ tu đã nắm chân y bắt đầu làm việc. Không phải đã, đã nói là ngày mai hãng làm sao? Văn Hy khóc không ra nước mắt. Bỉ tu ngóc đầu dậy, biến ra một mặt đồng hồ xuất hiện trước mắt y. Em xem, qua 12 giờ rồi, giờ đã là sang hôm sau rồi đấy. Hắn nở nụ cười, hôn lên bả vai Văn Hy, thấp giọng nói. Nghỉ giữa hiệp kết thúc, bắt đầu nửa hiệp sau. Đợi đến khi tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu của Bỉ tu vang lên, thì đã là sáng sớm hôm sau. Hàn Ôm Văn Hy đã mệt rũ rượi, bắt đầu giấc ngủ muộn, chẳng buồn đói hoài đến việc kinh doanh của quán cơm nữa. Mãi đến tận trưa, các nhân viên trong quán đã tiếp khách được nửa ngày rồi, mà cặp đô trên lầu vẫn chẳng có dấu hiệu đi xuống. Hầu nhị vừa hâm mộ vừa phiền muộn. Sau khi dọn dẹp chén đĩa một bàn xong, cậu chàng đi vào trong bếp thở dài hỏi: Đây chính là hận đêm xuân ngắn, mặt trời lên, tự ấy quân vương chẳng tạo chiếu ư? Tất cả các quý ông chưa kết hôn trong nhà bếp đều lặng thinh. Cửu Phục đứng trước bếp nấu trầm tư, giơ cái xẻng, lật soi mặt mình, âu sầu tự hỏi. Tại sao mình lại xấu như vậy chứ? Nhậm Kiều đang thái rau. Nghe vậy hắn bèn sở lên vết sẹo trên mặt, sau đó chửi tục. Mẹ nó, ớt dính vào mắt rồi. Hầu nhị nhìn hai huynh đệ này, rồi lại nhìn Tô An đang đứng ở quầy, lên tiếng thắc mắc. Anh Tô, anh không nghĩ tới việc yêu đương kết hôn sao? bàn tay tính sổ sách của tô an ngừng lại cậu im lặng một chốc rồi nói có nghĩ chứ nhưng sau rồi lại thôi hầu nhị khó hiểu tại sao tô an dõi về phương xa bởi vì anh không chịu nổi phú bà bông cọ nồi so với kiếm tiền mạng vẫn quan trọng hơn phú bà bông cọ nồi xuất phát từ một câu chuyện trên mạng một dân cư mạng kể là mình có một thằng bạn được phú bà bao nuôi một tháng cho sáu vạn nhưng chưa được một tuần, thằng bạn đã chạy mất. Nguyên nhân là vì phú bà cầm cái bông sắt cọ nồi, muốn cọ chim ổng. Vì tính mạng của con chim, ông bạn đã quay xe. Hậu đại đi tới góc đầu hầu nhị. Tảo Thảo còn đang ở đại sảnh vắt chân lên cổ kia kìa. Mày trốn trong này, mò cá à? Mau đi ra phụ gói cơm hộp đi. Em đang nhắn tin cho người yêu. Hầu nhị lấy di động ra chứng minh sự trong sạch của mình còn chủ động cho anh trai mình xem lịch sử trò chuyện hàng ngày giữa mình và mèo con ngọt ngào của mình. Hậu đại liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn hôm nay của hầu nhị đã gửi được 4 tiếng rồi mà đối phương vẫn không hề rép lại. Hậu đại hiểu ra, bèn xoa xoa cái đầu khỉ của em trai. Quên đi thôi lão nhị à, mày chẳng qua chỉ là một thằng người yêu mạng ảo của con nhỏ đó thôi. Đối với nó, mày có cũng được, mà không có cũng chả sao. Vẫn nên chăm chỉ làm việc đi. Hai bữa nữa, anh sẽ nhờ Nguyệt Lão giới thiệu đối tượng tốt cho mày Hầu nhị nổi cáo Chẳng qua dạo này cô ấy bận quá Nên mới rét chậm thôi Hầu ta bưng đĩa đi ngang qua Miệng ngâm nga hát Buộc lòng hóa thành một chú cá cố chấp Bài lặng im của Na Anh Hầu nhị túm cậu lại Mày đang kháy đều gì đấy hả thằng kia ấy ấy đừng đánh nhau Hậu đại giữ tay Hầu nhị Muốn đẩy hai đứa ra Thì chợt nghe một tiếng nổ vang cánh cửa lầu 2 mới lắp đã bị bỉ tu tung cước đá văng. Khách trong đại sảnh quay đầu nhìn về phía bỉ tu đứng trên lầu 2, để mình trần lộ ra những vết cào mới cóng, ai nấy đều nín thở. Bỉ tu sầm mặt rống lên với tô an. Gọi điện cho tiên đi, thích ca và nữ oa, à. mời bọn họ tới đây mau. Tô an còn đang đờ ra chưa hiểu mô tê gì, bỉ tu đã tức tốc quay lại lầu 2, miệng mải gọi tên Văn Hy. Đại sảnh chìm trong im lặng, Hầu nhị rút cái tay đang túm hầu tam lại, miệng lẩm bẩm. Kịch biệt quá đến mức phải gọi bác sĩ hả? Giọng cậu chàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. Mới lần đầu mà đã khiến con người ta nằm bẹp dí, phải gọi cả bác sĩ. Sức không và sức thuận kiểu gì vậy? Yêu quá bình thường làm được như thế sao? Hâm mộ, quá xá hâm mộ. Diễn đàn buổi trưa vốn hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn đang đắm chìm trong buổi biểu diễn siếc khỉ múa quạt ở đám cưới Tây Tàu kết hợp hôm qua. ấy thế nhưng một câu này của Hầu Nhị đã dấy lên mưa gió. Chỉ trong nháy mắt nội dung 18 cộng đã tràn lan khắp nơi. Tảo luận, trịch soạc đến nỗi khiến vợ phải gọi bác sĩ là trình độ gì? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Cớ sao em lại không thể gặp được người đàn ông như kẻ mà ai cũng biết là ai đấy? Tuy thế, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng cho tiểu xoái ca kia. Ngừng đăng bài về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đi được không? Bảo chọn diễn đàn cả năm rồi à? Định thảo luận đến khi hai đứa con ổng lên đại học luôn phỏng. Tổ an cúi đầu hoảng hốt nhìn mới nội dung đổi chuyện này, đần mặt ra gọi điện cho ngự y. Lần đầu tiên cậu cảm giác mình không phải đại quản gia của quán cơm, mà là tiểu an tử, tổng quản đại nội. Lại còn là cái loại tổng quản chuyên phụ trách xử lý mớ hỗn độn cho bệ hạ háo sắc và gọi ngự y cho quý phi nương nương gặp tai vạ. Nói thật, Bỉ tu phải trả một phần lương trợ lý sinh hoạt cá nhân và thêm cả trợ cấp phí tổn thất tinh thần cho cậu mới đúng. Bỉ thiệu đệ mang tiểu giao nhân lên lầu muốn thăm Văn Hy, thế nhưng vừa đi được hai bậc cầu thang thì đã bị yêu khí ngủn ngụt của bỉ tu dọa sợ, phải chạy vội xuống lầu. Nhậm kiều đứng phía sau đỡ lấy hai đứa, mỗi tay tú một đứa đi làm bài tập, không cho thừa cơ chạy loạn. Hắn quay đầu nhìn lên lầu hai, cơn giọng kêu. Họ bì, tém tém chút đi, không cho dưới này làm ăn nữa hả? Làm ăn cái éo gì? Bỉ tu gào lên đầy phẫn nộ, đóng sầm cửa phòng mình lại. Hắn nhìn Văn Hy nằm lì trên giường, gọi mãi không tỉnh, lòng vừa lo vừa sợ. Hắn nắm tay Văn Hy hôn một cái, lại cất tiếng gọi Văn Hy. xong mỹ nhân trên giường vẫn ngủ an tường, với sắc mặt hồng hào, không hề có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh. Bất cứ gã đàn ông nào động phòng xong, hôm sau tỉnh dậy phát hiện vợ mình có chuyện, thì chắc chắn đều không vui nổi. Giờ phút này Bỉ Tu thậm chí muốn bảo cho mình một phát, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì hắn chẳng biết khóc với ai. Hắn đang nhìn Văn Hy thở dài thì chợt cửa phòng bị gõ vang. Một tiếng a di đà Phật từ bên ngoài vọng vào, vừa xa xăm mịt mờ, vừa ẩn chứa thiền ý. Bỉ thí chủ, lâu rồi không gặp. Nghe nói anh mới kết hôn, dạo này vẫn khỏe chứ? Thích Ca hành lễ xong mới để ý thấy Bỉ Tu đang cởi trần, gương mặt ôn hòa xưa nay của ông liền nứt ra không được một phật tổ như ông không thể nhìn loại cảnh tượng phá giới như này được sau khi em ấy ngủ tôi gọi mãi mà em ấy vẫn không dậy bỉ tu đi kiếm cái áo tròng lên người đe mặt nói ngài có thể nhìn xem là có vấn đề gì không thích ca nhìn văn hy nằm trên giường sau đó nhắm hai mắt lại ông hít sâu một hơi điểm đạm nói sắc tức là không không tức là sắc bỉ thí chủ chớ lo lắng có lẽ chỉ là mệt nhọc thôi. Bỉ tu cao mày, cầm tay Văn Hy ra sức lắc lắc. Làm như này mà vẫn không tỉnh, ngài còn bảo tôi là mệt nhọc ư? Thích ca cầm nín. Đừng nóng, để tôi xem xem nào. Thích ca tiến lên, đang chuẩn bị cầm cổ tay Văn Hy. Nhưng sau khi nhìn thấy vệt hồng trên đó, ông liền dừng lại. Trên đời này sao lại có cái việc đổi trụy như vậy chứ? Bỉ tu thắc mắc. Sao vậy? Thích ca im lặng không nói gì Lấy trong ngực ra một sợi dây buộc vào cổ tay Văn Hy Căng dây bắt mạch Chẳng phải mọi người nói Cách bắt mạch này là giả sao Bỉ tu cao mày Người phương Tây các ngài Cũng nối mạng xem phim truyền hình phương Đông hả Thích ca tử tốn đáp a à, di đà Phật Phật nói anh lại nhả nhiều quá Ông rút sợi dây về Nhíu mày nói Tôi không thấy có vấn đề gì cả có lẽ là mệt quá nên ngủ hơi sâu thôi. Vậy nhân quả của em ấy có thay đổi gì không? Bỉ Tu hỏi. Hắn và Văn Hy đã chính thức kết nhân duyên, số mệnh liên kết với nhau. Át hẳn, huyết hải nhân quả của y cũng giảm bớt được phần nào. Chuyển sang trên người hắn. Thích ca lắc đầu. Không có, không hề giảm bớt đi chút nào. Tuy nhiên, tôi cần nhắc nhở anh, phải sớm giải quyết nhân quả của cậu ấy đi. Để đến sau này tu vi của cậu ấy càng cao, thì hậu quả của việc nhân quả phản vệ cũng càng nghiêm trọng hơn đấy. Bỉ tu nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì bất chợt nghe tiếng thét kinh hãi phát ra từ trên giường. Văn Hy đột nhiên mở mắt. Yêu văn thao thiết màu đỏ phủ kín nửa gương mặt, nước mắt lá trá chảy xuống qua gò má trượt vào tóc mai, nghẹn ngào hét to gọi chị ơi. Bỉ tu cuồng quýt trở về bên giường, đỡ Văn Hy dậy, lau nước mắt cho y hỏi. Em mới thấy ác mộng sao? Ý thức Văn Hy hỗn loạn, y ngước đôi mắt ở ngực nước nhìn bị tu lẩm bẩm anh là ai hậu nhị dẫn y tiên và nữ oa lên lầu đúng lúc nghe thấy câu này cậu cũng đưa ra như phỗng nghĩ bụng ông chủ thật quá dũng mãnh dọc đến độ mất trí nhớ luôn hả làm sao thế hôm qua vẫn rất tốt cơ mà nữ oa cũng lấy làm lạ bà nạn người nhiều năm như vậy chưa một lần nào thất bại cả nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chẳng phải là tự đập bảng hiệu của mình hay sao? Bỉ tu cũng choáng váng. Rõ ràng ngày hôm qua hai người vẫn còn là đôi tình nhân thân mật nhất. Lẽ nào hôm nay lại biến thành người dương xa lạ nhất ư? Sao em có thể không nhớ tôi chứ? Bỉ tu nắm vài văn Hy lắc lắc. Bảo bối à, em đừng làm tôi sợ. Hôm nay chúng ta còn phải đi lấy con xe BMW kia nữa mà. Vừa nghe đến BMW là biểu cảm của Văn Hy lập tức phong phú lên hẳn. Y hơi nhấn mày, ngây ra một chốc rồi bỗng dừng trừng mắt đẩy bì tu ra anh chỉ nhớ tới con vmy kia tôi à nhìn về mặt y bì tu thở phào nhẹ nhõm được rồi giận cái là nhớ lại ngay hữu hiệu ghê y tiên hơ hơ hòm thuốc của mình hỏi có cần khám bệnh nữa không không khám thì tôi về nhé có chứ đã đến rồi mà bỉ tu vội lui ra nhường chỗ cho y tiên xem mạch cho văn hy Nữ hòa ở bên cạnh cũng cầm tay Văn Hy kiểm tra một phen, đoạn miến mày nói. Đâu có việc gì nhỉ, Thần thể có đủ dương khí, hồi phục cũng rất tốt. Bà dừng lại một giây lát rồi hắng giọng bảo. Thận cũng không làm sao, sức khỏe của cậu nhóc này rất tốt. Văn Hy vừa tỉnh dậy, đã bị người khác xúm lại xem xem khám khám. Mặt y đỏ lựng cả lên, ngồi trên giường không biết nói gì cho phải. Chờ bị tu tiễn mấy vị kia về rồi, y mới thở phào vươn tay ra với bỉ tu hỏi anh gọi nhiều người như vậy đến làm gì bỉ tu ôm y thở dài còn không phải vì tôi gọi em mãi mà em không tỉnh sao cứ tưởng em bị giày vò quá độ xảy ra cơ sự gì tôi hoảng quá nên vội chạy xuống gọi người em chỉ ngủ một giấc thôi tiện thể nhớ lại chút chuyện quá khứ văn hy nói bỉ tu còn chưa kịp hỏi là chuyện gì thì đã nghe tiếng văn hy thở dài Phòng huyền ký ức cuối cùng của em cũng đã mở rồi. Y chống người nhìn về phía Bỉ Tu bình tĩnh nói. Vừa rồi trong lúc ngủ, Bỉ Tu, em nhớ lại hết rồi. Nghe giọng điệu y trịnh trọng như vậy, Bỉ Tu cũng ngơ ngác bối rối. Như này là thật sự bị trịch đến nỗi lấy lại trí nhớ hả? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại thao tác đặc sắc trên giường của mình hôm qua, buộc phải tự la cho mình một cái. Ông đây thật là lợi hại văn hy không chú ý tới vẻ mặt của bỉ tu y vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức của mình y dựa vào ngực lão yêu quái chấp giọng bảo trước kia em đáng lẽ phải chết trong nhà lao là chị hai chị ấy đã dùng pháp chú mà đào đề cho mình để đưa em ra ngoài bỉ tu lập tức hoàn hồn ôm chặt văn hy hỏi xảy ra chuyện gì em nói rõ đi văn gia bị xử trảm cả nhà cả nữ quyến cũng không thoát được Lúc đó toàn bộ người nhà họ văn Đều bị nhốt chung một chỗ Chị hai kéo tay em Nói sau này em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt Không cần báo thù vì gia đình Nhất định phải sống thật tốt vì bản thân mình Cần thì nhớ ngày hôm ấy Hình như chẳng có chút ánh sáng nào Bên ngoài tiếng sấm rền rĩ Ngay cả trong ngục tù khuất sâu cũng có thể nghe thấy được Chị hai trước nay chưa từng rơi lệ Rồi lại đỏ hoen mắt Nắm lấy tay y, cất giọng nghẹn ngào Em trai nhất định phải sống sót. Chị chỉ cần em có thể sống sót. Văn Hy còn muốn nói gì đó, nhưng Văn Thiến lại gọi tộc nhân bên cạnh để y lại, rồi đổi y phục của mình với y. Văn Thiến nắm tay Văn Hy, dưới chặt lá bùa mà đào đề dặn cô luôn mang bên người vào tay em trai mình, sau đó dùng máu của mình khởi động trận pháp. Văn Hy thấy chỗ Văn Thiến chạy ra ngoài, y ngẩng đầu nhìn bị tu, lẩm bẩm. Em là Văn Hy, cũng vừa là Văn Thiến. Bỉ tu nhìn người trong ngực Vươn tay mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của y Thở dài nói Ban ngày đừng nói mê sảng chứ Chỉ là chị em đổi đồ với em Rồi đưa em chạy đi thôi Gì mà em chính là chị Chị chính là em Nghe mà lú luôn Mắt văn hy đỏ lên Em thấy chỗ chị hai chạy ra được Nhưng còn chị ấy thì sao Chị và các tộc nhân ở trong ngục bị tra tấn như thế nào Tại sao hồn thể của chị ấy lại yếu như vậy Quả bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa ổn định lại được Y nhớ tới chuyện quá khứ. Huống chị, em cũng chẳng chạy toát nổi. Bỉ tu nhéo nhéo tay Văn Hy, sau một hồi im lặng, hắn hỏi. Sau khi chạy ra khỏi nhà lao, sao em lại bị bắt được? Em trốn ra khỏi ngục, đi thẳng đến một ngôi miếu đổ nát. Em sợ có truy binh nên không dám nán lại quá lâu. Thế nhưng vừa mới chạy ra ngoài chưa bao lâu, thì em liền bị tóm được. Sau đó... Văn Hy đột nhiên ngừng lại, vô thức nắm chặt tay Bỉ tu chuyện sau đó bỉ tu đã biết những cực hình tra tấn lóc xương rút gân đó mỗi thứ đều khiến văn hy khắc sâu trong lòng bỉ tu che mắt y đừng nhớ lại những chuyện trước kia nữa tôi đảm bảo sau này sẽ không ai dám làm tổn thương em không em chỉ đang nghĩ là nếu như lúc trước chị không đưa phủ chú cho em mà tự trốn ra thì có phải chị ấy cũng sẽ bị bắt lại những thống khổ mà em từng chịu đựng có phải chị cũng phải gánh chịu không có phải bạn chúng đã tưởng em là chị hai không? Văn Hy kéo tay Bỉ Tu, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Nếu như có kẻ biết trước chị ấy sẽ trốn thoát được, cho nên cố ý chờ sẵn ở đó thì sao? Nhưng chị hai lại là một người vô cùng hiền lành, mỗi khi xuất phủ du ngoạn cũng đều rất kín tiếng. Là kẻ nào hận chị ấy đến như thế? Bỉ Tu nhíu mày. Văn Hy vẫn tiếp tục hỏi. Rõ ràng đào đề đã đưa phủ chú cho chị, mà sao lại không đến đón chị ấy? Có việc gì níu chân anh ta ư? Hay là vì... Chắc chắn là có việc níu chân hắn. Bỉ tu ôm Văn Hy lên, đầu tựa vào vai y. Em nói chậm thôi, để tôi suy nghĩ một chút. Lão yêu quái lớn tuổi rồi, mụ mị vì sắc dục cả buổi tối. Hiện tại đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ có thể chậm rãi loát từng chút một thôi. Văn Thiến đổi quần áo với em trai, để Văn Hy chạy ra ngoài. Sau khi trốn ra, Văn Hy bị bắt lại, rồi bị tên thượng thư bộ binh khốn khiếp trà tần đến chết, thậm chí còn hạ chú nguyền rủa y vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà đáng lẽ người trốn ra được phải là Văn Thiến, cho nên người mà lẽ ra thượng thư bộ binh sẽ bắt được chính là Văn Thiến, nhưng Văn Hy đã gánh chịu thay cô. Tuy nhiên, đảo đề không phải người đưa phụ chú xong rồi mặc kệ không quản, chỉ nhìn việc hắn cướp linh lung tháp cho Văn Thiến là đủ biết tình cảm của hắn thế nào. Hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Văn Thiến. Bỉ tu vuốt ve mái tóc dài của Văn Hy, thấp giọng bảo. Ý của em là có kẻ ngáng chân đào đề sau đó thừa cơ đưa người tới bắt Văn Thiến vừa trốn ra khỏi đại lao để tra tấn. Nhưng kết quả lại bắt được Văn Hy thế chỗ Văn Thiến trốn ra khiến cho y hứng chịu thống khổ như ấy. Bỉ tu chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Văn Hy giờ đây lại châm một điếu thuốc hắn gẩy đầu thuốc nói Đào đề nói hắn hoài nghi chuyện quá khứ trước kia có liên quan đến nhai tí cho nên hắn nghi ngờ tất cả những việc này là do nhai tí làm Thế nhưng em nói, lúc trước từng thấy người đề nghị dùng nhân hồn để gánh nhân quả là đào đế. Bất luận thật giả thế nào, tóm lại nhóc con đã trông thấy gương mặt đào đế. Bỉ tu rít mạnh một hơi thuốc, không khỏi nghĩ đến người trốn ra không phải là Văn Hy, mà là Văn Thiến. Mà Văn Thiến lại nhìn thấy kẻ đẩy mình vào chỗ chết chính là tình lang của mình. Ồ cái kịch bản cẩu huyết 8 giờ gì thế này? Hiện tại bỉ tu dùng chân mà nghĩ cũng biết, kẻ kia nhất định không phải đào đế mà là kẻ khác giả trang để cố ý gây ly gián hiểu lầm. Chẳng trách thằng tiện nhân nhai tí kia lại mở ký ức của Văn Hy lúc ở đại hội. Chắc tưởng Văn Hy là tình nhân cũ của Đào Đề mà bây giờ lại ở bên mình, dự định cho em ấy khôi phục ký ức rồi khóc lóc với mình. Sau đó khiến mình và Đào Đề đánh nhau một mất một còn, còn hắn thì đứng trên cầu ngắm phong cảnh xem náo nhiệt đây mà. Văn Hy tự dưng nghe thấy Bỉ tu cười gần liền vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Bỉ tu vứt điếu thuốc đi, ôm lấy văn hy cắn hai cái lên cổ y nói ra suy nghĩ trong lòng mình văn hy lặng thinh hồi lâu rồi bảo nhưng vì sao nhai tý lại muốn làm như vậy chứ mấy đứa con của lão trần long vẫn luôn bất hòa đây là chuyện mà ai cũng biết đào đề và nhai tý không hợp nhau thì bì tu có thể hiểu được nhưng đó giờ nhai tý đều có mục tiêu trả thù rất chuẩn xác rất ít khi liên lụy đến người khác văn già đã chọc vào chuyện gì mới khiến nhai tý nhắm vào bọn họ gây ra chuyện như sự trảm tuyệt diệt cả nhà. Thiên đạo không đời nào để cho nhai tí phá hoại trật tự nhân gian như thế. Nhưng hẳn nhớ lại bộ dáng đầy đủ chân tay, lại còn diễn xiết nuốt kiếm của nhai tí. Trông đồ có giống bị gì nhỉ? Bỉ tu chợt sững lại. Năm đó văn gia lớn mạnh, văn thừa tướng quyền cao trách trọng một thời. Tuy nhiên không hoa nào trăm ngày nở thắm, không người nào trăm ngày sống yên. Thiên đạo chú trọng nhất là cân bằng, không thể cho phép một triều đại thịnh vượng mãi mãi cũng không cho phép một gia tộc kéo dài mãi mãi. Nếu như sự suy tàn của văn gia vốn dĩ nằm trong kế hoạch của thiên đạo, còn nhai tí chỉ nhúng tay vào đó thúc đẩy, mặc dù phương pháp khác nhau, nhưng trung quy đều đạt đến mục đích của thiên đạo. Vậy cho nên, thiên đạo liền mở một mắt, nhắm một mắt, bỏ qua cho hắn ta. Bỉ tu càng cả nghĩ càng xa sầm mặt mày, nhiệt độ trên người đột nhiên tăng vọt, khiến văn hy trong ngực hắn phải ngỡ ngàng. Y lập tức vươn tay ôm cổ hắn, lên tiếng trần an. Thôi, Đừng nghĩ nữa, sau này gặp lại chị rồi hỏi là biết mà. Văn Hy sán đôi môi lạnh lẽo lên gương mặt lão yêu quái thơm một cái. Anh đừng tức giận vì chuyện như vậy. Có thể không tức giận được sao? Bỉ tu tặc lưỡi. Lát nữa tôi đến chỗ phủng đô một chuyến. Em ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp đi nhé. Văn Hy nhìn hắn. Hôm nay phải theo anh đi nhận xe mà. Em muốn đi cùng với anh. Bỉ tu vỗ mông nghi. Sao? Không khó chịu à? Vẫn ổn, em không có yếu ớt đến thế đâu. Văn Hy đẩy hắn ra, đứng dậy thay quần áo. Chẳng phải có câu, chỉ có trâu mệt đến chết, chứ không có đất cày đến hỏng sao. Y đột nhiên đưa ra, quay đầu hỏi. Vừa rồi anh gọi điện cho bác sĩ, có phải đã để cho tất cả mọi người biết em ngủ không dậy nổi không? Bỉ tu đối diện với Y, suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc ấy tôi lo cho em quá nên không để ý tình huống xung quanh văn hy hiếm khi đội mũ đeo kính dâm kín mít đồng thời bảo bỉ tu cách mình xa xa tí y không muốn bị người khác nhận ra mình chính là miếng đất bị cày hỏng kia bỉ tu dẫn văn hy ra ngoài thì đương nhiên không thể cưỡi con xe điện vịt vàng kia nữa hắn ôm người cưỡi mây bay thẳng đến cửa hàng xe để nhận xe là chiếc xe BMW quai kia trực tiếp lên đường trước khi lên xe văn hy lo mỗi một cái bảng xe mới tập lái thì không nổi bật cho nên liền dán hẳn bốn cái bảng lên đít xe trên dưới, trái phải, khiến người ta muốn không nhìn cũng chẳng được. Bỉ Tu ngậm thuốc lá đứng chờ bên cạnh. "Tôi hỏi em này, có phải em rất không yên tâm về kỹ thuật của tôi không?" "Sao có chuyện ấy chứ?" Văn Hy làm mặt ngạc nhiên. "Em chỉ không yên tâm về kỹ thuật của người khác thôi. Ngộ nhớ kỹ thuật lái xe của người khác không tốt, không né nổi cái xe tông ngang, xô dọc của Bỉ Tu thì phải làm sao đây?" Tuy rằng hiện giờ Văn Hy không thiếu tiền, nhưng xe mới còn chưa mua bảo hiểm lỡ mà va đập thì y sót ruột lắm. Dù sao nay cũng đâu có như hồi xưa. Y không còn là tiểu công tử văn phụ, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa nữa, mà là chồng của ông chủ keo kiệt của quán cơm tỷ hưu. Cái gì cũng cần phải tiết kiệm. Bỉ tu hầm hầm ngồi lên ghế tài xế, càng nghĩ càng cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình bị đánh giá thấp. Hắn bèn đè Văn Hy ngồi ghế phó lái bên cạnh ra, hôn chụt một cái, nói bằng giọng lạnh lùng tôi thấy sáng nay tinh thần em có vẻ tốt quá nhỉ vậy tối nay tiếp tục nhé văn hy nào núng sáng nay đã làm rồi mà tối nay nghỉ đi thôi không được sáng là sáng và tối là tối chứ bỉ tu lái xe lên đường thấp giọng nói biết đâu tôi già lại có con khiến em có em bé thì sao văn hy đáp không thể đâu em đang nghĩ thêm mấy lần nữa thì bẹp giường không dậy nổi chứ ai nói nhất định phải ở trên giường Tôi thấy bản học với bồn tắm cũng không tệ. Suốt quãng đường, hai người cứ tranh luận xem tối nay có làm hay không. Làm thế nào? Làm chỗ nào? Mãi đến khi xe tới nghĩa trang công cộng, Văn Hì tức tối, chữ bị tu vô liêm sỉ. Y đeo kính dâm nên không nhìn rõ mặt. Thế nhưng lập trình viên quỷ hói đầu ngày nào cũng dùng mạng với cường độ cao. Chỉ cần ngó áo đôi tình nhân Givenchy mà bị tu và y mặc là lập tức biết ngay đây là ai hai tiếng trước còn đang nằm bẹp giường không dậy nổi vì lão yêu quái thô bạo quá mà sao giờ lại nhảy nhót tưng bừng thế này có quỷ còn lặng lẽ lấy di động ra chụp ảnh mở topic bắt đầu chứng minh thật ra thận của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không hề khỏe như lời chém gió trên mạng bỉ tu kéo văn hy đẩy cửa đi thẳng vào văn phòng của phùng đô phùng đô đang theo dõi sản chứng khoán nghe tiếng động là tức tốc khép ngay cửa sổ lại ngẩng đầu nở nụ cười mỉm chi thấy người đến là bỉ tu thì hắn lập tức lộ nguyên hình, mở cửa sổ ra rồi dòm bì tu, miễn cưỡng hỏi. Lão già ngày đây vừa mới kết hôn, thì đến chỗ này làm chi vậy hả? Bộ đồ phách trên người nhái y như thật ấy nhỉ? Chia sẻ chỗ mua cho tôi với. Bỉ tu đen mặt thanh minh. Ông đây mua đồ ao, chứ éo phải là phách. Còn nữa, tôi tới là để mượn đế thính. Phủng đô ngạc nhiên. Hở, Ông chịu bỏ tiền ra mua đồ áo cơ á? Chứ ông không hỏi vì sao tôi muốn mượn đế thính à? Bỉ tu lạnh lùng hỏi. Phủng đô xua tay. Làm gì có chuyện nào quan trọng bằng chuyện ông mua đồ ao xa xỉ? Hơn nữa, Tây Vương Mẫu đã báo với tôi từ trước là ông sẽ tới mượn đế thính rồi. Hắn đứng dậy, cầm sâu chìa khóa đi ra ngoài. Đi thôi, nó cũng ngủ được 4 năm ngày rồi. Vừa đúng lúc tôi phải gọi nó dậy ăn cơm. Đồn rằng đế thính có thể nghe được âm thanh của vạn vật, âm thanh của lòng người, phân biệt thiện ác thị phi, thậm chí còn nghe được cả tương lai. Tuy nhiên để tính có thể nghe, không có nghĩa là nó thích nghe. Lúc Phùng Đô mở cửa phòng tính âm ra thì Đề Tính cũng đã dậy. Nó nằm lì trên giường, gương mặt sợ hãi xã hội, cất tiếng hỏi. Sao đưa nhiều người vào thế? Lại còn có drama đấu đá gia đình gì cho tôi nghe à? Phùng Đô đáp, đừng nói quá lên thế chứ, có mỗi ba người thôi mà. Ba người cũng là nhiều lắm rồi. Đề Tính thở dài, sau khi thấy là bị tu thì thả lỏng. Tây Vương Mẫu quả thực xem tôi như là người máy vậy. Phùng Đô đáp, nghiêm túc tí đi, là thu máy chứ. Bỉ tu nhíu mày, nếu không phải có rắc rối thì tao cũng chẳng tìm đến mày làm gì. Không sao, để thính giờ chân trước, coi như tôi khởi động sớm cho Tết quỷ. Đến lúc đó còn phải nghe một đám người la trời la đất nữa, tôi phải chuẩn bị trước một chút. Nó nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh bị Tu hỏi. "Theo anh về nhà nghe hay là nghe ở đây luôn?" Để Tính ngồi xổm dưới đất, chiếc đuôi vòng qua chân trước nở nụ cười. "Trên trời dưới đất, chỉ cần anh muốn biết thì tôi đều có thể nghe được." Hết tập 21. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ, Quán cơm tỷ hưu, chỉ có vào không có ra. Tác giả: Hải Kinh Lạc qua wow, phần diễn đọc của sam nếu bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc sam thì đừng quên nhấn like và share video nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo